Quân đội Miến Điện cho giải ngũ 109 binh sĩ vị thành niên tiên tự Ngưỡng Quảng. Văn phòng đại diện Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện cho biết, quân đội Miến Điện đã trả 109 em dưới tuổi vị thành niên về lại gia đình, nhưng cảnh báo vẫn còn nhiều em khác đang bị bắt phải làm việc cho quân đội. Trong thông cáo phổ biến tại Ngưỡng Quảng, đại diện Liên Hiệp Quốc là ông Bertrand Menval viết rằng, việc quân đội sử dụng trẻ vị thành niên sẽ cản trở kế hoạch hợp tác chung với những quốc gia mà chính phủ Miến Điện trông đợi, trong đó có cả những quốc gia sẵn sàng giúp Miến Điện hiện đại hóa quân sự. Thông cáo cũng nhắc lại rằng, từ năm 2001 đến nay, đã có 500 em được quân đội trao trả lại cho gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều em khác bị bắt buộc phải phục vụ. Tất cả những em này đều là con nhà nghèo, chấp nhận làm việc cực khổ để có tiền giúp gia đình. Tình trạng thu nhận trẻ em dưới tuổi vị thành niên làm việc cho quân đội là một trong những điều khiến cho chính phủ Miến Điện bị cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án.